Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Một ngày mới, lời đầu tiên cho tôi gửi tới cô chú anh chị cùng các bạn một lời chúc bình an, vui khỏe, hạnh phúc và may mắn. Sau đây tôi tiếp tục gửi tới mọi người một thông tin mới nhất vừa cập nhật. Chuẩn bị, người đứng sau lưng vợ đàn ông bị rắn cắn sẽ lộ diện. Và sau đây tôi kính mời các bạn hãy cùng lắng nghe câu chuyện này. Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 2 tháng 9. Không có gì hơn, lời đầu tiên cho tôi gửi tới các bạn có một ngày nghỉ lễ thật là bình an, hạnh phúc, may mắn bên người thân và gia đình. Và hôm nay tôi ngồi đây để tiếp tục gửi tới các bạn và mọi người một câu chuyện có liên quan tới người vợ của anh bị rắn cắn ở Tây Ninh. Vì câu chuyện của hai vợ chồng này đến nay vẫn là đang còn rất là hot, chưa dừng lại được các bạn ạ. Và tôi từng ngày cũng đã đưa thông tin gửi tới mọi người, thứ nhất về tâm tư tình cảm chia sẻ lẫn nhau. Chúng ta có quyền nhận định người đúng, người sai. Và hôm nay chủ đề tôi vừa cập nhật rất là mới, đó là sẽ nói tới người đứng đằng sau lưng của là chị tuổi, vợ là anh bắt rắn, sắp sẽ lộ diện. Đây là một điều thú vị. Vì những ngày qua trên các cộng đồng mạng trên cả nước, kể cả dư luận, rất là chú trọng về người vợ của là anh bắt rắn này. Câu chuyện quá muôn thuở, người thì nói thế này, kẻ nói thế khác. Và người thì đứng bên là vợ ông bắt rắn, người thì lại đứng một phía bên kia. Nên là cuối cùng đấu đá lẫn nhau, làm cho câu chuyện càng ngày nó càng nên gây cấn. Thật sự luôn các bạn. Từ lúc anh Tâm bị rắn cắn là ở Tây Ninh về, đưa về bệnh viện Chợ Rẫy, và lúc đó người đầu tiên nắm bắt được thông tin này và đã đến bệnh viện gặp là vợ người bắt rắn để lấy thông tin. Mục đích lấy thông tin để làm gì? Làm là quảng bá, cũng như để cho mọi người biết về hoàn cảnh, để ra tay để hỗ trợ cho là chị tuổi. Nhưng mục đích thứ hai, anh ta làm một tính cách là độc quyền. Và một người vợ, một người nông dân ở trên núi Bà Đen, hai vợ chồng chỉ biết ở nhà đi làm thuê làm mướn, và đùng một cái về Sài Gòn gặp một mạnh thường quân, gặp một người có là học thức, và họ sẽ chỉ dạy cho chị ta, họ nói những lời như thế nào mà chị ta phải bắt buộc phải nghe theo người ta. Và từ lúc chị tuổi nghe theo người này, bắt đầu là câu chuyện xảy ra. Có nhiều YouTuber đã đến bệnh viện thì đã bị từ chối hoàn toàn. Và từ lúc bị từ chối, thông tin đã lan rộng và bắt đầu cuộc sống của chị tuổi vợ anh bắt rắn thay đổi hoàn toàn. Nói khác hơn, tôi nói với các bạn, chỉ vài ba ngày trước mới khi xuống bệnh viện Chợ Rẫy thì cuộc sống của chị ta rất là nổi tiếng luôn. Và lúc đó Mạnh Thường Quân luôn luôn là ủng hộ và có rất nhiều cái kênh lớn để muốn xâm nhập vào bệnh viện Chợ Rẫy cũng khó, vì lúc đó đã có một người đứng đằng sau lưng chỉ bảo cho chị ta điều khiển hết mọi hoạt động của chị ta, nên các YouTuber xuống đều phải ra về tay trắng. Và họ đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ. Và đến ngày hôm nay thì hậu quả của vợ người đàn ông bắt rắn phải chịu gánh lấy, và người đứng đằng sau lưng hầu như là mất tích.
Nhưng những ngày gần đây thì bắt đầu có những người đã điện thẳng tới trực tiếp gọi đến là chị Tùy và hỏi rõ ràng người đứng đằng sau lưng là ai, nhưng chị ta đang còn chần chừ, chưa muốn nói thẳng ra. Tại vì chị ta cũng đã nói á, là những việc em làm là do người đứng đằng sau lưng em chỉ dạy chứ em không có biết gì hết. Nhưng chị ta chưa nói thẳng tên ra. Nhưng chắc chắn một ngày gần nhất câu chuyện này sẽ kết thúc. Và người đứng đằng sau lưng là ai thì tất cả trên cộng đồng và trên những là YouTuber sẽ biết người này. Đó là điều chắc chắn. Và tôi cũng mong cho câu chuyện này sớm kết thúc để trả lại bình an cho mọi người, nhất là vợ chồng người bắt rắn. Dù như thế nào, đứng về phía nào không cần biết, chúng ta cứ là đứng làm trung gian. Tôi nói ra đây cũng vì tôi là một con người làm truyền thông, tôi cũng là có rất là đông bạn bè, anh em, cô chú, anh chị thương mến tôi, ủng hộ tôi. Thì ngày hôm nay tôi mới có hiện diện ở đây để ngồi nói chuyện thật là nhiều hàng ngày, cũng muốn mang tới cho quý vị những câu chuyện thật là thú vị, thật là bổ ích, chứ không phải là câu chuyện tào lao. Tại vì tôi cũng lớn tuổi rồi. Đó, mình nói những cái gì ra, mình biết được điều gì thì mình đem hết tấm lòng mình chia sẻ với những người bạn, những người cô chú anh chị thân yêu của tôi hàng ngày, hàng giờ trên kênh là của Minh Hải Miền Đông. Nên tôi đem những câu chuyện mình biết và mình muốn đem ra đây để mổ xẻ, chia sẻ rồi cùng với cô chú anh chị chúng ta phân tích người nào đúng, người nào sai. Tại vì cuộc sống là trên đất nước Việt Nam chúng ta từng giờ, từng ngày đều xảy ra. Và tôi cũng mong các bạn vào xem video thì các bạn xem cho kỹ một chút, rồi đó lúc đó chúng ta bắt đầu với là đánh giá, mổ xẻ. Và thứ hai nữa thì tôi xin nhắc lại với các bạn, dù là không thích đi chăng nữa nhưng chúng ta cũng là để ra một tiếng nói, lời nói cho nó nhẹ nhàng. Đó, chúng ta nói nhẹ mà nó còn đau hơn mà chúng ta nói nặng. Chúng ta chửi bới chứ chắc là đau đâu, nhưng chúng ta không thích người nào đó, chúng ta cứ dùng những lời lẽ văn hóa ra chúng ta nói chuyện với nhau. Đó là điều tôi mong muốn nhất. Và tôi cũng nói thêm á, những thông tin của vợ chồng người bắt rắn càng ngày là càng rất là nhiều và nó hoàn toàn trái chiều với nhau các bạn ạ. Sống trên cuộc sống ở đất nước Việt Nam của chúng ta chắc chắn rồi, không có ai là có kẻ thương nhiều mà cũng chả có ai là kẻ ghét nhiều. Nhất định phải có người ghét, người thương thì cũng giống như vợ chồng anh bắt rắn mà thôi, đúng không? Người thương thì họ nói vào, người ghét thì họ nói ra. Nhưng câu chuyện của anh ta, vợ chồng anh ta thực sự hiện giờ thì khó khăn, đó là điều tất nhiên rồi. Còn cuộc sống hàng ngày của anh ta, các bạn có quyền lên án, thì cũng nhiều là người là cũng comment và điện thẳng cho tôi là nói anh Tâm ở nhà rất là mê rượu trà đó, còn chị Tuổi cũng rất là mê cờ bạc đó. Họ điện nhá, họ nói, họ comment dưới họ nói nhá, tức là họ nói họ ở gần nhà, họ đều biết hết. Nhưng tôi không dám lên tiếng vì cái chuyện đó, tại vì mình không biết chính xác, không biết chính xác. Thì tôi cũng mong một ngày gần nhất vợ chồng anh Tâm về, tôi sẽ qua nhà. Đó, tôi qua nhà và tôi qua nhà tôi sẽ quay, tôi ghi hình lại hết để tôi gửi tới là những người bạn, những người cô chú thân yêu của tôi để nắm rõ và biết, là biết được cái sự thật. Còn chúng ta thì muốn làm một trung gian, muốn đứng về phía ai tùy mọi người, tùy lương tâm mọi người thôi. Chứ tôi cũng nói tốt cho vợ chồng của chị Tùy thì tôi cũng chả được gì đâu, mà nói xấu thì lương tâm tôi thì nó trái lương tâm tôi cũng đâu làm được, phải không các bạn? Tại vì tôi biết hiện nay vợ chồng anh chị là đang còn bị nạn, anh ta bị một con rắn hổ mang chúa rất là độc mà cắn và rất là thương tâm. Hoàn cảnh thực sự hiện giờ thì không có tiền lúc là cưới á, lúc là mang xuống cấp cứu á các bạn. Nhưng sau đó thì được các mạnh thường quân đã ủng hộ thì có một số tiền không biết bao nhiêu nhá, không chính xác, tôi chỉ cập nhật theo báo chí lần trước á, là anh chị là nhận được 300 triệu. Đó là chính xác theo báo chí nha. Chứ còn hiện tại trong thẻ của chị Tùy bao nhiêu tiền thì chỉ có là chị Tùy chị biết mà thôi. Chứ không ai biết, mà các bạn, nhiều bạn nói là được vài tỷ rồi.
Thì cái đó thì các bạn cập nhật ở đâu nói cho tôi thì tôi không biết. Tôi chỉ cập nhật theo báo chí là vợ của người đàn ông bị rắn cắn được 300 triệu. Là tôi có nói làm những cái video trước nói các bạn. Còn hiện giờ trong thẻ của chị Tuổi được bao nhiêu thì tôi không biết. Nhưng tôi muốn cái điều nhất đó là chị Tuổi sẽ nói người đứng đằng sau lưng của mình là ai, để cho các cộng đồng mạng họ sẽ biết và họ không đánh vào chị nữa. Thứ hai thì chị thấy không, chị nghe lời người ta, rốt cuộc hậu quả thì một mình chị gánh lấy. Và càng ngày chị mất đi rất nhiều tiền của bên từ thiện, bên các nhà hảo tâm. Đó một điều đáng cay nhất mà chị không tưởng tượng nổi, mà cũng thật là đau lòng cho những người đứng sau của chị. Họ làm không biết là vì một lý do gì thì tôi không biết, mà rốt cuộc để cho một người nông dân. Tôi đó thật xin lỗi với các bạn ấy. Các bạn đánh giá sao đó, theo tôi thì chị Tuổi rất là, nói thẳng ra rất khờ. Tôi nghĩ rất khờ là đối với xuống thầy Sài Gòn nha. Còn cái đánh đá ở nhà thì tôi không biết nhá. Rất khờ. Với là làm những cái chuyện là dại dột như vậy, để đánh mất đi biết bao nhiêu tiền, đánh mất đi cái niềm thương của các cộng đồng. Đó là theo tôi đánh giá nha, là quá khờ. Rốt cuộc nghe lời một người đứng đằng sau, để rồi hậu quả một mình đến ngày hôm nay phải nhận lấy rất là nhiều đắng cay. Đó, anh Tâm mà nếu ông mà nằm trong đó mà anh mà biết được cái sự việc này chắc rất là buồn và đau lòng, nếu mà ông mà một người biết nghĩ. Còn chuyện cuộc sống hàng ngày từng giờ của là người đàn ông bắt rắn và vợ ở trên là xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, thì xóm làng đó thì người ta cũng rất là nhiều người biết. Nhưng có sống ở trong làng thì có kẻ thương người ghét, điều đó là điều chắc chắn. Đó là điều chắc chắn mà Việt Nam của chúng ta các bạn biết rồi, cũng thường hay ganh tị. Đó cái điều đó tôi nói thật. Các bạn không biết gặp thế nào, chứ còn tôi sống tôi rất là, tôi ra đời nhiều, tôi biết, tôi hiểu. Còn cái chuyện chị Tuổi làm sai, vợ chồng anh bắt rắn, sống ở trên Dương Minh Châu không tốt, thì cái đó lâu dài họ sẽ chịu với cái hậu quả của họ. Còn trước mắt họ bị nạn mà được xã hội ra tay cứu giúp, được các cộng đồng, được các nhà hảo tâm cứu giúp để cứu sống một mạng người, cái điều đó là điều tốt nhất. Chúng ta không cần lên án cái chuyện đó. Còn chị Tuổi đứng đằng sau lưng một người nào đó thì cũng chỉ vì dại dột, nhiều lúc khờ dại, rồi thậm chí mình nói một cái tiếng nặng hơn là ngu, rồi đâm ra phải gánh cái hậu quả mà cộng đồng ngày hôm nay họ chỉ mũi vào. Đó. Nên đây là một cái sự việc, một cái câu chuyện mà tôi nói chắc chắn rằng nó sẽ hấp dẫn nếu người đứng đằng sau lưng của là chị Tuổi này xuất hiện. Và chắc chắn rằng chị Tuổi sẽ sau một ngày sớm nhất sẽ nói tên người này ra. Đó là điều chắc chắn. Tại vì là mấy ngày gần đây là rất nhiều người gọi điện tới và đã hỏi, thì chị Tuổi đã cũng gần nói ra rồi, nhưng còn đang sợ, e dè. Nhưng một số người họ cũng đoán được người đứng đằng sau lưng là ai rồi. Đó các bạn ạ. Nhưng mà họ không dám nói tên ra rồi, nhưng họ muốn chị Tuổi sẽ nói ra. Thì tôi cũng mong cho là cuộc, là cái câu chuyện này của vợ chồng người anh bắt rắn chấm dứt, để trả lại bình an cho là mọi người trên cộng đồng mạng, cũng giống như là thôi trả lại cái cuộc sống cho vợ chồng của người ta. Đó, và tôi cũng sẽ một ngày gần nhất anh chị về, tôi qua nhà tôi ghé thăm tôi chơi, và tôi cũng tìm hiểu những cái điều cần nói thì tôi nói, còn không cần nói thì tôi không nói. Và ngày hôm nay đến đây thì tôi cũng tạm dừng video lại, cũng xin kết thúc ở đây cái câu chuyện của là chị Tuổi trong ngày lễ này. Thì tôi cũng chúc cho quý vị các bạn thật là bình an, vui khỏe. Và tôi nói thật rất chân thành cảm ơn các bạn luôn luôn là đóng góp ý kiến và ủng hộ kênh cho tôi. Phải không các bạn? Sống trên đời người thương mình nhiều một chút là được rồi. Còn làm sao mình dám nói là 100% là người thương mình. Chỉ cần chiếm 60-70% người thương mình là được rồi, trọn vẹn rồi. Phải không quý vị các bạn? Tôi chân thành cảm ơn. Xin hẹn gặp quý vị các bạn những video tiếp theo.